Cập nhật những diễn biến mới nhất chiến tranh Nga-Ukraine trưa chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023. Ngày thứ 639 của chiến sự, các chiến binh Ukraine đã thành công phá hủy một hệ thống phòng không tiên tiến của Nga ở khu vực miền Nam Kherson. Hệ thống được coi là sát thủ của UAV này trị giá 15 triệu Mỹ Kim. Bộ Quốc phòng Anh cho biết hạm đội biển đen của Nga đang phải đối mặt với một số thách thức sau khi các cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Crimea bị sắp nhập không để Nga lộng hành đe dọa an ninh lương thực thế giới, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ nhận tàu chiến để bảo vệ hành lang ngũ cốc. Khi cuộc chiến được nhiều người cho là đang đi vào giai đoạn bế tắc, Nga đã không che giấu thủ đoạn nhằm ép buộc Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán. Tuy vậy, Ukraine vẫn tỏ rõ lập trường, nêu ra lý do xác đáng từ chối ký thỏa thuận hòa bình với Nga là một hệ quả tất yếu của việc bị cô lập cũng như nạn chảy máu chất xám theo sau việc Putin đã phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Moscow đã rớt khỏi top 50 trong bảng xếp hạng các trung tâm khoa học hàng đầu thế giới. Cuối cùng là đã nghèo còn mắc cái eo, hạm đội bóng tối của Putin bị đánh chìm, chủ tàu chở dầu từ chối chở dầu Nga ra lệnh trừng phạt của Mỹ. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Molly fan kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn The Saigon Post để cập nhật tin tức. Mời quý vị cùng Molly fan tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine 24 giờ qua, ngay sau đây. Mở đầu bản tin chiến sự cuối tuần của chúng ta sẽ là một chiến công mãn nhãn của lực lượng phòng vệ, thưa quý vị. Theo đó, các chiến binh Ukraine đã thành công phá hủy một hệ thống phòng không tiên tiến của Nga ở khu vực miền Nam Kherson. Hệ thống được coi là sát thủ của UAV này trị giá 15 triệu Mỹ Kim. Cụ thể, các lực lượng Ukraine đã phá hủy một hệ thống pháo, hỏa tiễn phòng không Panzer S-1 tiên tiến của Nga ở khu vực miền Nam Kherson, nơi đang có giao tranh quyết liệt. Trong một đoạn clip được quân đội Ukraine chia sẻ ở miền Nam Ukraine và được công bố rộng rãi trên các tài khoản tình báo nguồn mở, hệ thống phòng không Panzer S-1 của Nga có vẻ như đã bị hỏa lực Ukraine tấn công ở khu vực Kherson do Moscow kiểm soát hệ thống pháo hỏa tiễn phòng không tự hành Panzer S1 của Nga đã được triển khai ở Ukraine trong suốt cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow, tính đến nay đã gần tháng thứ 21. Hệ thống phòng không di động tầm ngắn này được cho là trị giá khoảng 15 triệu Mỹ Kim, được thiết kế để chống lại máy bay, hỏa tiễn hành trình, đạn diễn đường chính xác và hỗ trợ các đơn vị phòng không khác chống lại các cuộc tấn công lớn hơn. Hệ thống Panzer S-1 nói trên được cho là đã bị Ukraine phá hủy gần làng Chaplinka ở Kherson, một tài khoản tình báo nguồn mở nổi tiếng cho biết, đồng thời gọi hệ thống này là sát thủ không người lái. Vùng Kherson mà Nga đang chiếm đóng trái phép là một trong bốn vùng đất liền của Ukraine bị Moscow sáp nhập phi pháp vào mùa thu năm 2022. Sông Dnieper chảy qua khu vực này chính là tiền tuyến hiện tại. Sau cuộc phản công chớp nhoáng vào mùa thu năm ngoái, lực lượng Ukraine đã thành công trong việc đẩy lùi quân Nga về phía đông con sông. Lực lượng Ukraine liên tục tiến hành các hoạt động ở phía đông hoặc bên trái bờ sông Dnieper. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết trong bản cập nhật mới nhất, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, lực lượng phòng thủ Ukraine duy trì các vị trí trấn giữ ở tả ngạn sông và cho biết thêm quân đội của họ tiếp tục tiến hành các cuộc phản công khi họ tấn công vào phía sau phòng tuyến của đối phương. Theo cơ quan tình báo nguồn mở Hà Lan URIS, từ tháng 2 năm 2022 đến đầu tháng 10 năm 2023, Nga đã mất 21 hệ thống ban sơ S-1 được xác nhận ở Ukraine. Tuy nhiên, thực tế có thể còn cao hơn vì con số này chỉ bao gồm những tổn thất được xác minh qua hình ảnh và video đã được công bố. Đến với một mặt trận khác liên quan mật thiết với cuộc giao tranh ở Kherson, Bộ Quốc phòng Anh cho biết hạm đội biển đen của Nga đang phải đối mặt với một số thách thức sau khi các cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Crimea bị sáp nhập đã buộc các tàu quý của Tổng thống Vladimir Putin phải di dời khỏi cảng Sevastopol. Các cuộc tấn công ở Crimea, trung tâm hậu cần, trung tâm của Nga cho lực lượng của nước này ở miền Nam Ukraine đã trở nên thường xuyên trong những tháng gần đây, trong bối cảnh kỳ ít phản công nhằm đòi lại lãnh thổ bị lực lượng Nga chiếm đóng. Các cuộc tấn công đã nhắm mục tiêu các căn cứ quân sự, bao gồm cả trụ sở hạm đội Biển Đen, như một phần trong nỗ lực làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Moscow và ngăn cản Nga vận chuyển thiết bị, vũ khí và quân đội từ đất liền Nga vào bán đảo. Hạm đội biển đen của Putin đã trở thành mục tiêu trong một số cuộc tấn công này. Hình ảnh vệ tinh ngày 1 và ngày 2 tháng 10 cho thấy các tàu này đang tái định vị từ Sevastopol đến Novorossiysk ở Krasnodar Krai ở miền nam nước Nga và cảng hải quân Nga ở Fyodosia trên bán đảo bị sáp nhập. Được biết, kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Hạm đội này đã chứng kiến 17 tàu bị tấn công, bao gồm cả kiện hạm Moskva bị đánh chìm và tàu hộ tống Askoy mới chưa được đưa vào sử dụng. Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy cho biết khả năng hạm đội biển đen BSF sử dụng căn cứ Novorossiysk để nạp lại hỏa tiễn hành trình cho các tàu có thể sẽ trở thành một yếu tố quan trọng trong hiệu quả hoạt động của hạm đội. Các quan chức quốc phòng cho biết, theo truyền thống, BSF đã nạp lại hỏa tiễn hành trình tại Sevastopol ở Crimea với việc cơ sở đó ngày càng gặp nguy hiểm trước các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. Nga rất có thể sẽ coi Novorossiysk là địa điểm thay thế tốt nhất. Họ nói thêm, tuy nhiên việc di chuyển và nạp lại hỏa tiễn sẽ yêu cầu các quy trình vận chuyển, xử lý, lưu trữ và nạp đạn mới. Bộ Quốc phòng Anh lưu ý rằng vào ngày 13 tháng 11, quân đội Ukraine cho biết hạm đội biển đen của Nga đang giải quyết một số vấn đề hậu cần tại Novorossiysk, khiến Moscow không thể tiến hành các cuộc tấn công hỏa tiễn hành trình caliber thường xuyên. Các quan chức quốc phòng cho biết thêm, Nga có thể sẽ tìm cách đẩy nhanh việc khắc phục những vấn đề như vậy để kịp thời đưa hỏa tiễn hành trình trên biển vào bất kỳ chiến dịch tấn công mùa đông nào chống lại Ukraine trong một diễn biến liên quan với việc khiến hạm đội biển đen rời khỏi căn cứ ở crimea có lẽ rồi đây ukraine sẽ xây dựng lực lượng hải quân riêng của mình tổng thống zelensky đã gọi việc nga phong tỏa biển đen là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh toàn cầu nhưng ukraine sẽ chống lại điều đó trong thời gian tới ukraine sẽ tiếp cận tàu chiến từ các đối tác để bảo đảm an toàn cho các tàu đi qua hành lang ngũ cốc do phía ukraine tạo ra ở biển đen Tổng thống Zelensky đã đưa ra tuyên bố tương ứng khi trả lời câu hỏi của đại diện truyền thông sau kết quả hội nghị thượng đỉnh ngũ cốc quốc tế từ Ukraine. Nguyên thủ quốc gia gọi việc tạo ra hành lang ngũ cốc mà không có sự tham gia của Liên bang Nga là một trong những thành tựu chính trong năm nay. Hiện nay, Kyiv đang nỗ lực bảo đảm tuyến đường này và đã có thỏa thuận với các đối tác về việc hộ tống tàu thuyền đi qua hành lang này. Tổng thống nói thêm, đã có những thỏa thuận cụ thể về việc tiếp nhận tàu, đây là vấn đề của tương lai gần theo zelensky việc điện kremlin phong tỏa biển đen là một trong những thách thức lớn nhất đối với an ninh toàn cầu đặc biệt nó dẫn đến biến động giá cả và tình trạng thiếu lương thực trên thị trường quốc tế nhưng Ukraine đang chống lại hành động gây hấn này. Ngoài ra, Tổng thống cho biết khu vực Odessa sẽ được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không bổ sung. Được biết rằng, sau khi Điện Kremlin rút khỏi sáng kiến Biển Đen, Ukraine đã mở các hành lang tạm thời ở Biển Đen cho các tàu buôn đi qua. Trong những tháng gần đây, Kyiv đã tìm cách phá vỡ sự phong tỏa của Nga. Các tàu bắt đầu rời cảng Ukraine, tạo điều kiện cho việc xuất khẩu ngũ cốc và các thực phẩm khác. Trước đó, người đứng đầu chính phủ Anh Rishi Sunak cho biết lực lượng không quân hoàng gia đang tiến hành các hoạt động ở khu vực Biển Đen để bảo vệ xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Khi cuộc chiến được nhiều người cho là đang đi vào giai đoạn bế tắc, Nga đã không che giấu thủ đoạn nhằm ép buộc Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán. Một trong số đó là nước mắt cá sấu trên các diễn đàn quốc tế về việc người Ukraine không có thiện chí kết thúc xung đột với Nga. Được biết, yêu cầu quan trọng nhất mà Nga đưa ra để ký thỏa thuận hòa bình là Ukraine phải bảo đảm trung lập. Tuy nhiên, Kyiv đã bác bỏ đề nghị này vì một số lý do. Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine cho hay, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình 1 cộng 1 ngày 24 tháng 11, ông David Arakamia, một nghị sĩ cấp cao của Ukraine và từng là trưởng đoàn đàm phán với Nga, đã tiết lộ nội dung dự thảo thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Kyiv và Moscow hồi tháng 3 năm ngoái họ thực sự hy vọng đến phút cuối cùng rằng họ sẽ buộc chúng tôi ký một thỏa thuận như vậy để chúng tôi giữ thái độ trung lập đã là điều quan trọng nhất đối với họ, họ sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu chúng tôi đồng ý trung lập và cam kết rằng chúng tôi sẽ không gia nhập NATO. Ông Zakhamia nói ông rakhatnia cho biết ukraine đã bác bỏ yêu cầu này của nga ông giải thích thứ nhất để chấp nhận điều kiện đó chúng tôi sẽ phải sửa hiến pháp bởi vì chúng tôi đã đưa mục tiêu gia nhập nato vào hiến pháp thứ hai chúng tôi không tin nga sẽ giữ lời hứa ông lập luận thêm điều này tức thỏa thuận trung lập chỉ có thể được thực hiện nếu có sự bảo đảm về an ninh chúng tôi không thể ký một cái gì đó rồi coi như không có chuyện gì xảy ra sau đó họ tức nga sẽ lại tấn công thậm chí với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bởi vậy chúng tôi chỉ lựa chọn khi hoàn toàn chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra nhưng thực tế là không thể Cuối tháng 3 năm ngoái nghĩa là khoảng một tháng sau khi Nga mở cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, hai bên đã tiến hành đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, đàm phán đổ vỡ vào phút chót. Moscow nhiều lần cáo buộc phương Tây giật dây khiến Ukraine rút khỏi đàm phán vào phút chót, mặc dù Kyiv khi đó đã sẵn sàng ký vào thỏa thuận hòa bình với Nga. Omar Khakmiya đã bác bỏ cáo buộc này ông arakamia cho biết phái đoàn đàm phán của ukraine khi đó không sẵn sàng ký bất cứ một thỏa thuận nào với nga và cũng không có chuyện chi ép đổi ý phút chót do sức ép của phương tây ông giải thích phái đoàn không có quyền ký kết một thỏa thuận như vậy về lý thuyết một thỏa thuận hòa bình chỉ có thể được ký tại cuộc họp giữa nguyên thủ hai nước quan chức này nói thêm các đối tác phương tây biết về các cuộc đàm phán giữa nga và ukraine thậm chí được thấy dự thảo thỏa thuận nhưng không tìm cách gây sức ép mà chỉ cố vấn cho Ukraine. Họ thực sự đã khuyên chúng tôi không nên đưa ra những bảo đảm an ninh phụ du với Nga. Ông nói, dù không đạt được bất cứ thỏa thuận nào với Nga, nhưng ông Ada cho rằng phái đoàn Ukraine khi đó đã đạt được 8 trên 10 nhiệm vụ ưu tiên. Chiến tranh Nga-Ukraine đã kéo dài gần 2 năm nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc đàm phán bị đình trệ kể từ tháng 3 năm ngoái. Các bên đều đưa ra những điều kiện nhằm chấm dứt xung đột, song đều bị coi là không thể chấp nhận được đối với bên còn lại. Là một hệ quả tất yếu của việc bị cô lập cũng như nạn chảy máu chất xám, theo sau việc Putin đã phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine, Moscow mất 13 bậc, rớt khỏi top 50 và tụt xuống vị trí thứ 60 trong bảng xếp hạng các trung tâm khoa học hàng đầu thế giới do tạp chí Nature công bố. Trong bảng xếp hạng tính đến số lượng công bố trên 82 tạp chí khoa học quan trọng, Moscow đã bị vượt qua bởi hầu hết các thủ đô châu Âu, 20 thành phố của Trung Quốc, 14 thành phố của Mỹ, cũng như các trung tâm đại học ở Úc, Melbourne, Canada, Montreal và Hàn Quốc, Seoul. Bảng xếp hạng năm 2023 bao gồm 749 công trình của các nhà khoa học Moscow, ít hơn 10,5 lần so với công bố của các nhà nghiên cứu đến từ Bắc Kinh, 7.841, kém 6 lần so với New York, kém 3,2 lần so với Tokyo, 2.410, kém 2,2 lần so với Seoul, 1.637. Nga đang mất dần vị thế trong khoa học thế giới khi nhà nước cắt giảm tài trợ và hàng loạt nhà khoa học rời bỏ nước này để đến các nước bên ngoài. Trong hai thập niên qua, số lượng nhà nghiên cứu trong nước đã giảm 25% và đến đầu năm 2022 đã giảm xuống mức thấp nhất trong toàn bộ lịch sử hiện đại của đất nước, 322.000, theo ước tính của SSI cuộc chiến với ukraine và sự huy động quần chúng đã gây ra một làn sóng chảy máu chất xám mới hàng trăm nhà khoa học trong đó có các chuyên gia tầm cỡ thế giới đã rời bỏ đất nước do quan điểm phản chiến áp lực từ chính quyền và mối đe dọa trực tiếp từ lực lượng an ninh trong số những người rời đi có viện sĩ viện hàn lâm khoa học nga Chủ tịch Hiệp hội Toán học Moscow Viktor Vasiliev, thành viên tương ứng của Viện Hàng lâm Khoa học Nga Yuri Kovalev, nhà vật lý thiên văn, giáo sư RAS Sergei Popov, cũng là nhà vật lý thiên văn và Alexander Markov, nhà sinh vật học. Tổ chức học giả gặp rủi ro chuyên giúp đỡ các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đã đưa 200 người ra khỏi nhà. Quỹ Alexander von Humboldt của Đức đã giúp 62 nhà khoa học khác rời đi. Cựu giáo sư SSI Konstantin Sonin cho biết ít nhất 150 giáo viên đã rời trường kinh tế cao cấp từng là một trong những trường đại học tự do nhất ở Nga hạm đội bóng tối của putin bị đánh chìm chủ tàu chở dầu từ chối chở dầu nga do lệnh trừng phạt của mỹ các công nhân dầu mỏ của Nga bắt đầu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tàu chở dầu để chở thùng dầu của họ sau khi Mỹ bắt đầu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hạm đội bóng tối của Điện Kremlin và mở cuộc điều tra nhắm vào ba chục hãng tàu trên khắp thế giới. Một thương nhân làm việc trong khu vực nói với Reuters rằng các công ty dầu xuất khẩu qua các cảng biển Baltic không thể tìm được tàu để vận chuyển một số hàng hóa của họ vào tháng 11. Theo bốn nguồn tin trong ngành vận tải biển, ba công ty tàu chở dầu lớn của Hy Lạp bao gồm Minerva Marine, Denamaris và TMS Tanker đã từ chối hợp tác với dầu Nga. Được biết trước đó với việc sở hữu một đội tàu gồm 100 tàu chở dầu có khả năng xử lý gần như toàn bộ lượng dầu xuất khẩu từ các cảng Rimouska, Ust-Luga và Novorossiysk phía tây của Nga. Các ông trùm vận tải biển Hy Lạp đã vận chuyển thùng dầu của Nga qua nhiều thập niên và tiếp tục làm như vậy, ngay cả sau khi hầu hết các công ty phương Tây đã rời khỏi khu vực này. Nhưng quyết định của Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 5 tàu chở dầu của Nga với mức giá trên mức trần 60 Mỹ Kim đã thay đổi tình hình. Một nguồn tin nói với Reuters, nếu vẫn chưa thiếu tàu chở dầu thì thị trường sản phẩm dầu đã bắt đầu gặp vấn đề với sự sẵn có của tàu trong một số ngày theo những người đối thoại của cơ quan này, việc cung cấp dầu trực tiếp không bị gián đoạn. tuy nhiên chi phí vận chuyển hàng hóa đã tăng vọt. giá thuê tàu sang ấn độ có giá 10 đến 11 triệu mỹ kim, mặc dù đầu tháng 10 là 8 triệu mỹ kim và tháng 9 chỉ là 5 triệu mỹ kim. một lần nữa dầu nga được bán với giá chiết khấu khoảng 20 mỹ kim so với dầu brent. tuần trước giá của nó đã giảm xuống dưới 60 mỹ kim một thùng, trong khi chính phủ đưa giá 71 mỹ kim vào ngân sách năm 2024 các công nhân dầu mỏ buộc phải ngày càng dựa vào hạm đội bóng tối, những tàu chở dầu cũ, phế liệu hoạt động với bộ thu tín hiệu bị tắt để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Nhưng các thương nhân lo ngại tình trạng thiếu tàu có thể trở nên tồi tệ hơn. Một nguồn tin của Reuters cho biết hạm đội bóng tối có thể không đủ để vận chuyển toàn bộ dầu của Nga bản tin của chúng tôi cũng xin được kết thúc ở đây rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình và rất mong quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like chia sẻ cũng như đăng ký kênh xin kính chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an xin kính chào và hẹn gặp lại